nhiều hạnh phúc và luôn mãi nhớ về giáo dục tiểu học quận 5. Đây là giám đốc nhà hàng cũng ta trao tặng thầy một cái bó hoa tươi thắm chúc mừng cho cái ngày sinh nhật. Dạ em mời anh Đạt, mời anh Quang, anh Vinh, anh Luân. Dạ em mời anh Phát Đạt nha. Anh Quang biết rồi, biết.